Nhiều đứa nó hỏi em ông là: ê anh Tài em đang ở Việt Nam đó, nó không đánh thế em. Nhà nước nó không đánh thế mà cho tiền mã quá liền bây giờ. Và tại sao anh Tài cứ khuyên tụi em á mà tính toán cái thuế cho trọng nhìn chị ạ? Tính chị ạ? Để đến lúc Việt Nam mình tập thuế thì mình biết mình làm cái đúng. Đúng rồi, tại vì em phải tập luyện cho nó đúng. Em hiểu không? Em có nên tập luyện cho nó đúng không? Có. Như anh đang huấn luyện tụi em liền bây giờ đó. Rồi xong rồi anh không huấn luyện tụi em tính thế như sao đó. Rồi sau này cũng anh không còn đó để cầm tay tụi em á. Tụi em làm được không? Tụi em biết đó, quyết định đúng không? Biết không? Không, cái đó mình phải tập. Không cách nào tụi em quyết định đúng được chứ á. Còn liền bây giờ đó, anh chỉ tụi em á là quyết định sao cho nó đúng á, để mình tính thế như chậm rồi đó. Thì á, cốt mà nhà nước nó không đánh thế á, thì cái tiền thuế đó nó là gì? Nó chỉ bonus thôi, nó dư tiền thôi. Không, mà cũng mà sau này cũng mà đánh thế rồi đó, mình sẽ biết là ồ, hồi đó anh Tài nói rằng là trước khi mình đó mà ba lăng cái mà cân bằng cái mà danh mục mình đó, anh nói mình đó phải tính cái tiền thuế nó vô. Ok, anh nói rằng ở đây cái này là không xứng đáng. Thế ngày hôm đó, tụi em không có nghĩ suy nghĩ cái chuyện đó, tại vì cái danh mục của tụi em còn ở 100 triệu, 1 tỷ, 200 triệu. Mà cũng mà cái danh mục của tụi em mà nó 10 tỷ đi, 20% tiền thuế là hết bao nhiêu rồi? 2 tỷ. Còn xong cũng mà cái danh mục của tụi em là 100 tỷ đi, thì 20% tiền thuế là hết bao nhiêu rồi? 20 tỷ. Mà em làm không đúng đó, như bên Mỹ đó, em làm đúng thì nó 20%, còn em làm không đúng thì nó tới 41%. Em chịu làm 100 tỷ xong đưa cho nhà nước hết 41 tỷ không? Không. Sao làm anh? Hồi đó giờ anh chưa gặp thằng nào đâu chịu làm gì hết chứ. Ok, thì đó là cái lý do mà tại sao mấy đối tác của anh nó bỏ nước Mỹ đi chứ gì? Thì đó là lý do đó. Không, đó là lý do. Ok.